Quang Hiểu Đồng vạt áo khoe vai trần cực sexy, netizen ráo gọi bạn trai lộc hàm. Mới đây, Quang Hiểu Đồng đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh bộc lộ sự gợi cảm, cá tính và có chút bí ẩn khiến netizen phát cuồng. Nữ diễn viên sinh năm 1997 đeo kiểu tóc xoăn sóng khiến diện mạo của cô có phần trưởng thành và quyến rũ hơn. Đặc biệt, góc nghiêng thần thánh còn giúp lộ rõ sóng mũi cao thuộc hàng cực phẩm của Cbiz. Bình thường, Quang Hiểu Đồng ưa chuộng phong cách năng động, ngọt ngào, thì lần này cô nàng lại gây bất ngờ khi diện trang phục cá tính, phản áo khoác ngoài để lộ bờ vai trần cực sexy. Bạn gái Lộc Hàm nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu đôi chân dài và đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng qua bức ảnh này có thể thấy bờ vai thanh mảnh của cô cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm. Thời gian qua, Quang Hiểu Đồng đã có sự thăng hạng rõ rệt về nhan sắc cũng như gu thời trang. Nếu như khi xuất hiện ở các sự kiện, nữ diễn viên thường mang tạo hình ngọt ngào, yêu kiều, thì phong cách đời thường của cô lại có sự trẻ trung năng động hơn. Ngoài ra, ưu điểm của Quang Hiểu Đồng chính là sở hữu thân hình mảnh mai nhưng không hề gầy gò quá mức, lộ xương khả khiêu như nhiều mỹ nhân hoa ngữ khác. Sau loạt ảnh gây bão, dân mạng đồng loạt réo tên Lộc Hàm và cho rằng anh chàng sở hữu khi có cô bạn gái quá đỗi xinh đẹp. Cặp đôi thậm chí còn bị đồn đã đăng ký kết hôn, hai bên gia đình đang trong quá trình bàn bạc đám cưới. Quang Hiểu Đồng sinh ngày 17 tháng 9 năm 1997 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô được biết đến là một trong tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X năm 2016 cùng với Trịnh Sảng, Dương Tử và ảnh hậu 9X Châu Đồng Vũ. Bố Quang Hiểu Đồng là Quang Thiếu Tăng, nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng. Mẹ cô là Lý Quân, diễn viên kịch nói. Ông nội cô là Quang Học Tăng, người sáng lập nghệ thuật cầm thư tại Bắc Kinh. Xuất thân trong gia đình có ba đời làm nghệ thuật, điều này đã tạo cơ hội vô cùng tốt cho Quang Hiểu Đồng tiến thân vào showbiz và cũng dễ dàng đạt được thành công vang dội. Trở thành sao nhí khi 14 tuổi, cho đến nay, dù chưa tới 25 tuổi, nhưng tiểu hoa đán đã có một gia tài phim ảnh đáng kể ở đủ các thể loại. Vai diễn đầu tiên của Quang Hiểu Đồng là Bình Bình trong phim Yên Hải Phù Trâm. Nét diễn thơ ngây, đáng yêu và hết sức lanh lợi của cô đã nhận được không ít lời khen từ đạo diễn và các tiền bối. Khởi đầu một cách thuận lợi đã giúp tiểu hoa đán nhanh chóng có những dự án lớn hơn. Lên 8 tuổi, Quang Hiểu Đồng có vai diễn đế đời đầu tiên trong phim điện ảnh Vô Cực. Có thể nói đây là vai diễn gây ám ảnh người xem nhất của cô. Kể từ đó, sự nghiệp phim ảnh của Hiểu Đồng ngày càng thăng hoa, mở rộng, sự nghiệp diễn xuất của Quang Hiểu Đồng cũng chưa bao giờ ngừng lại. Dần dần thời gian trôi qua, sao nhí năm nào đã trưởng thành hơn, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng những vai diễn chín chắn, thần thái hơn, khiến fan ngày càng mê mệt. Những vai diễn đánh dấu sự chuyển mình thành sao nữ trưởng thành của Quang Hiểu Đồng như Hiên Viên Kiếm, Hán Chi Vân. Thế nhưng không phải lúc nào Quang Hiểu Đồng cũng chọn được những kịch bản phim được khen ngợi. Mỹ nhân thế hệ mới từng bị chê có năng lực chọn phim dở tệ, chẳng phù hợp với thực lực diễn xuất của cô như Cú Đấm Ngọt Ngào, Cực Quan Chi Luyến, Phượng Tu Hoàng, Hiên Viên Kiếm. Nhiều người còn nhận thấy rằng nếu đảm đương vai phụ, Quang Hiểu Đồng làm rất tốt, còn ở vai chính cô còn chưa thực sự gánh vác nổi. Dù xuất thân đầy hiểm hách, nhưng Quang Hiểu Đồng chưa hề dính phốt về thái độ chảnh chọe. Điều này đã khiến mỹ nhân 9X luôn được lòng công chúng. Bên cạnh đó, trình độ học vấn thuộc loại đỉnh cao của cô khi trở thành thủ khoa chuyên ngành Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm kỷ lục. Việc này đã khiến người hâm mộ ưu ái đặt danh xưng em gái quốc dân. Năm 2005, Quang Hiểu Đồng bỏ túi vai diễn Tiểu Khuynh Thành trong tác phẩm điện ảnh Vô Cực, đạo diễn Trần Khai Ca. Những năm sau đó, nữ diễn viên trẻ tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn và gặt hái vô số giải thưởng danh giá, Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan, Kim Mã.